Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hương Bùi Nhật Bãi. Trong buổi chia sẻ ngày hôm nay thì em xin giới thiệu một chiếc bếp quốc dân, một chiếc bếp sử dụng cho mọi gia đình Việt cả nhà nhé. Đây ạ. Tại vì là em quay video thì em sẽ quay tại cửa hàng luôn, nên là âm thanh nó sẽ không có được một mình tiếng của em, nó sẽ hơi pha lẫn đấy cả nhà, thông cảm giúp em nhé. Khách mua hàng rồi khách xem hàng rồi trẻ con nữa, nhiều khi nó cũng là hơi ồn ào ấy ạ. Đây là một chiếc bếp quốc dân sử dụng giống như là cái bếp ga thông thường của các bác các anh chị ở nhà thôi. Em sẽ test lửa cho cả nhà xem luôn nhé. Bếp này của hãng Vinai cả nhà. Đây ạ. Của hãng Vinai, một chiếc bếp mặt men cả nhà nhé. Phím này là phím vặn truyền thống đấy ạ. Phím vặn truyền thống. Đây em sẽ quay rõ cho các bác xem này. Đây các bác ạ. Rất là đẹp, mặt này màu xám, xám đậm ý ạ. Còn cái thân là màu ghi, ghi nhạt cả nhà. Đây ạ. Màu lửa rất là đẹp cả nhà ơi, lửa Rinnai thì lửa nó rất là xanh. Đây ạ. Các bác thấy có rõ lửa xanh không? Rất là xanh, không có một gợn vàng nào luôn ý ạ. Đây, cái dòng này thì các bác nhìn lửa nó nhỏ như vậy thôi, nhưng mà cái lượng nhiệt nó tập trung ở dưới đáy nồi đấy, rất là nóng, lượng nhiệt tỏa ra rất là lớn cả nhà nhé. Chứ không phải là lửa cứ bùng lên như thế này, lửa bùng to như thế này, nhưng mà lượng nhiệt nó lại tỏa đi sang bên hông của cái nồi đấy. Nên cả nhà không có lo là bếp lửa như thế này là nhỏ đâu cả nhà nhé. Đây ạ. Cái này em không để nồi lên nên là nó sẽ tự động nhỏ lửa lại. Đây em sẽ để một cái nồi lên cho các bác theo dõi nhá. Đây cả nhà ơi, đây các bác nhìn này, không có nhỏ đâu ạ. Lửa nó tập trung ở đáy nồi đấy. Đấy. Đây, lửa tập trung ở dưới đáy nồi đấy các bác nhé. Rất là đẹp luôn, lửa rất là xanh. Đây ạ, mặt men thì các bác lau chùi rất là dễ thôi. Đấy. Em sẽ test cho các bác cái tính năng là gió thổi tắt bếp các bác nhé. Em sẽ thổi bếp này đi. Đây, em đã tắt bếp rồi. Và cái này em vẫn đang còn vặn cả nhà nhé. Cả nhà cùng theo dõi giúp em này. Cả nhà cùng theo dõi giúp em là sau khi tắt bếp khoảng tầm bao nhiêu giây thì nó sẽ tự động khóa ga nhá. Thì khoảng tầm 10 giây đấy cả nhà. Đấy ạ, khoảng tầm 10 giây. Cả nhà để ý giúp em này, cái đèn ở đây khi nào nó sáng lên này và có nhạc hiệu báo lên là đã khóa ga này. Đấy. Đây ạ. Đèn đã nhấp nháy rồi cả nhà nhá, là đã khóa ga rồi đấy. Sau đây em sẽ test luôn cho cả nhà theo dõi này. Ôi, cái bật lửa này hết ra. Đây các bác ạ, các anh chị thấy rõ đúng không? Đây, cái này nó bị hết ga mất rồi, nhưng mà đã khóa ga rồi đấy cả nhà. Một chiếc bếp rất là thông minh cả nhà nhé. Không phải tất cả các gia đình đều có cái nhu cầu là sử dụng cái dòng bếp đa chức năng. Thì nếu như mà gia đình các bác có cái nguồn tài chính nhá, tầm 2 triệu trở xuống và không có cái nhu cầu sử dụng nhiều chức năng thì cái chiếc bếp này là cái lựa chọn rất là hợp lý cả nhà. Mặt men rất là dễ lau chùi, mình vừa có thể nấu mà mình vừa có thể nướng cả nhà nhé. Như việc các bác mua một chiếc bếp mới ở ngoài thị trường thì giá cũng tầm 1 triệu 3 triệu 4 rồi, nhưng mà cái độ bền của nó thì không thể bằng cái chiếc này được. Hàng này hàng bãi, nhưng mà cái chiếc này phải bền gấp 2 lần 3 lần cái chiếc bếp ở nhà của các bác, em đảm bảo là như thế luôn. Đây ạ, đây là xong lò nướng cả nhà nhé. Em quay thế này à, cả nhà thấy có rõ không? Hôm nay có bác Duy Thanh, không biết là bác có xem cái video này không? Bác có bình luận là cho ánh sáng lên. Thì nhiều cái video là em quay vào buổi tối cả nhà, nên là nó sẽ hơi bị tối. Nhưng mà nếu mà các bác mà thích cái chiếc bếp đấy thì nhắn tin gọi điện cho em sẽ quay video trực tiếp từng cái bộ phận cho cả nhà theo dõi nhá. Đây ạ, em sẽ test lửa lò nướng luôn cả nhà. Đây ạ, lửa đánh rất là nhanh, nhưng mà cái mặt tiếp xúc nó rộng đấy, nên là các bác giữ giúp em 2 đến 3 giây cả nhà nhé. Đây ạ, các bác giữ giúp em 2 đến 3 giây. 1, 2, 3. Đấy, lửa rất là xanh luôn cả nhà. Mình có thể nướng trứng, nướng tôm, nướng mực, nướng hải sản, rau củ quả. Đấy, thay đổi món ăn cho gia đình rất là ngon và rất là tiện luôn cả nhà. Không cần một cái lò nướng riêng đâu. Còn đây là cái khay cả nhà nhé. Cái khay này bằng, em xem này. Cái khay này là bằng inox này cả nhà. Đây, cái khay này bằng inox. Đấy, các bác để đồ lên đây xong các bác đây.
Cái này cũng là inox luôn cả nhà. Thì cũng tùy bếp, có bếp bếp sẽ là inox hết, có bếp sẽ là nhôm hết. Thì em sẽ nói cái chất liệu để cho mọi người tham khảo nhé. Cái này nó sáng đẹp này thì nó sẽ là inox cả nhà. Còn khu vực phía trong này nó là hợp kim cả nhà nhé. Nó là nhôm hợp kim chứ không phải là inox. Các bác nhìn này, không có vết rỉ sét đâu. Nói là hàng bãi nhưng mà cũng vẫn phải dùng tốt thì bên em mới giới thiệu, chứ không phải là cứ nói hàng bãi rồi gửi cái hàng không có ra gì các bác dùng được 1 tháng 2 tháng vứt đi. Không có cái chuyện đấy cả nhà nhá. Bên em vẫn bảo hành 1 năm đối với tất cả các sản phẩm. Và sau 1 năm thì em vẫn hỗ trợ sửa chữa. Đấy, chiếc bếp dùng cho những gia đình mà có người già, trẻ nhỏ, phụ nữ sau sinh hay quên. Đấy, các bác có nấu không may mà kho cá có bị quên đi thì cũng không có lo bị cháy nhá. Tại vì điểm 10 của nó ở đây các bác ạ. Điểm 10 của nó nằm ở cái tim cảm biến này. Hai bếp này thì đều có tim cảm biến cả nhà nhá. Đo nhiệt độ dưới đáy nồi, khi mà cạn nước, hết nước thì sẽ tự động tắt bếp. Sau tắt bếp khoảng tầm 10 giây thì sẽ khóa ga. Giống như cái trường hợp là em mới test cho các bác là cái trường hợp gió thổi đấy ạ. Đấy, thì gió thổi nó sẽ tắt bếp, khóa ga trong 3 trường hợp. Thứ nhất là gió thổi tắt bếp, thứ hai là trào nước tắt bếp, và thứ ba là cạn nước tắt bếp đấy ạ. Rất là an toàn cả nhà nhá, an toàn tuyệt đối. Cái việc sử dụng mà chiếc bếp này thì có thể tiết kiệm được 20-30% ga cả nhà. Model của chiếc bếp này là đây ạ, em sẽ đọc KGM33NDG các bác nhá. Đây, em sẽ quay bên hông cho cả nhà theo dõi. Chiếc bếp này đời 2016 bác Thanh nhé. Nếu bác có xem được video này, có lẽ là bác đang theo dõi em để bác chọn cho mình một chiếc bếp phù hợp nhất. Đây ạ. Bác Thanh có góp ý lúc nãy em đang chia sẻ dở đấy. Bác bảo là nên nói đời và thêm ánh sáng. Em ghi nhận ý kiến của bác và hôm nay em tiếp thu luôn bác nhé. Em rất là cảm ơn mọi người ạ. Em sẽ ghi nhận tất cả ý kiến của các bác. Nhận được những bình luận như vậy em rất là vui cả nhà. Các bác thấy bếp đẹp, các bác thấy em chia sẻ có cái sự chia sẻ với mọi người đấy, thì các bác cho em xin một nốt like, một nốt bình luận, một nốt đăng ký cả nhà nhé. Các bác chỉ cần một thao tác tay thôi, nhưng mà đối với em đó là niềm vui và rất là quan trọng cả nhà. Rồi em sẽ lên những chiếc bếp khác cho các bác theo dõi cho tiện nhé. Chào tất cả mọi người ạ.